Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 65. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa. Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Sự gian ác thắng hơn tôi, còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa là đền thánh của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất và của kẻ ở trên biển xa. Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc, vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực. Chúa dẹp yên sự âm ầm của biển, sự ồn ào của sóng nó và sự xao động của các dân. Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ. Chúa thăm viếng đất và tưới ướt nó, làm cho nó giàu có nhiều. Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng. Lấy mưa tẩm nó cho mềm và ban phước cho huê lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ mình đổi cho năm làm mão triều. Các bước Chúa đặt ra mở, các bước Chúa đặt ra mở trên đồng cỏ của đồng vắng, và các nỗng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. Đồng cỏ đều đầy bầy chiên, các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc. Khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng. Chương 26. Bây giờ vua Agrippa biểu Phaolô rằng: ngươi được phép nói để chữa mình. Phaolô bèn giơ tay ra chữa cho mình như vậy. Tâu vua Agrippa, tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giu-đa kiện tôi, nhất là vì vua đã rõ mọi thói tục người Giu-đa và cũng biết sự cãi lẫy của họ. Vậy xin vua hãy nhịn nhục mà nghe tôi. Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Jerusalem thì mọi người Giu-đa đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc này thì biết từ lâu ngày rồi, tôi là người Pha-ri-si, theo phe đó rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đoán xét vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi. Lại 12 chi phái chúng tôi lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời cả đêm và ngày mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giu-đa kiện cáo. Ủa nào, các ông há lại ngờ, chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao? Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giê-xu ở Nazareth. Thật, tôi đã làm sự này tại thành Jerusalem. Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả thì tôi bỏ tù nhiều người thánh. Và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trải đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ để bắt họ phải nói phạm thượng. Tôi lại nổi giận quá bội, bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Ấy vậy, tôi lên thành Đa-mách, có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả. Đứng đi dọc đường, muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Tôi thưa lại Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: ta là Giê-xu mà ngươi đừng bắt bớ. Xong, hãy chờ dậy và đứng lên.
vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời. Nhưng đầu hết, tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến, tức là đấng Christ phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. Người đang nói như vậy để binh vực mình thì Phê-tu nói lớn lên rằng: Hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi, ngươi học biết nhiều quá đến đổi ra điên cuồng. Phao-lô lại nói: Bổng quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải lãng trí đâu, tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Vua biết rõ các sự này, lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết, vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu. Tâu vua Agrippa, vua có tin lời các đấng tiên tri chăng? Tôi biết thật vua tin đó. Vua Agrippa phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ đấng Christ. Phao-lô tâu: Cầu xin Đức Chúa Trời chẳng kiếp thì chầy, không những một mình vua nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi. Vua bèn đứng dậy, quan tổng đốc và bà Berenice cùng những người đồng ngồi đó cũng vậy. Khi lui ra rồi, các người nói cùng nhau rằng: Trong cách ăn ở người này thật chẳng có chi đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phê-tu rằng: Nếu người này chưa kêu nài đến Caesar, có thể tha được. Chương 5. Vậy Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng: Hỡi Israel, hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi. Các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Horeb. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Jehovah đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây. Đức Jehovah tại trên núi từ giữa lửa đã đối diện phán cùng các ngươi. Đang lúc đó, ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi, vì các ngươi sợ lửa không lên trên núi. Ngài phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó.
Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Tại trên núi, giữa lửa, mây và sự tối tăm, Đức Giê-hô-va có dùng tiếng lớn phán những lời này cho cả hội các ngươi. Ngài không thêm chi hết. Đoạn, Ngài ghi các lời đó trên hai bảng đá và trao cho ta. Và trong khi cả núi phát lửa, các ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phán ra, thì những quan trưởng của các chi phái và những trưởng lão các ngươi đến gần ta mà nói rằng, kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người, và loài người vẫn còn sống. Nhưng bây giờ, cớ sao chúng tôi phải chết? Vì đám lửa lớn này sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Ví bằng chúng tôi còn có nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi phải chết. Vì trong loài người, có ai đã nghe tiếng của Đức Chúa Trời sinh hoạt từ giữa lửa phán ra như chúng tôi mà vẫn còn sống? Vậy ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi hãy truyền lại cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán cho ông, thì chúng tôi sẽ nghe và làm theo. Đang khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Giê-hô-va nghe những lời của các ngươi nên phán cùng ta rằng, ta có nghe những lời dân này bàn cùng ngươi, chúng nó nói như vậy lấy làm thậm phải. Ồ, chớ chi dân này thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời. Hãy đi nói cùng dân sự rằng, khá trở về trại mình, còn ngươi hãy ở lại đây với ta. Ta sẽ truyền các điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà ngươi sẽ dạy lại cho, để chúng nó làm theo các điều đó trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy. Vậy các ngươi khác cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc qua bên tả. Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được. Chương 6. Vả, này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trọn đời. Ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng. Khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề. Chớ theo các thần khác
trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi, là Đức Chúa Trời kỵ tà. E cơn thịnh nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi, và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng? Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi như đã thử Ngài tại Ma-sa. Khá cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ và luật lệ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. Vậy, ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước và vào nhận lấy xứ tốt đẹp mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Và Đức Giê-hô-va sẽ đuổi hết những kẻ thù nghịch ra khỏi trước mặt ngươi, y như Ngài đã phán vậy. Về ngày sau, khi con ngươi hỏi ngươi rằng, các chứng cớ, luật lệ và mạng lệnh này là chi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền cho cha? Thì hãy đáp rằng, chúng ta đã bị làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn tại xứ Ai Cập, và Đức Giê-hô-va có dùng tay mạnh đem chúng ta ra khỏi xứ ấy. Đức Giê-hô-va có làm trước mặt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ rất lớn lao đáng sợ mà hại xứ Ai Cập, Pha-ra-ôn và cả nhà người. Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy để dẫn vào xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta để ban cho chúng ta. Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ này, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay. Và chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta y như Ngài đã phán dặn vậy. Chương 7. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc là dân Hê-tít, dân Gi-rê-ga-sít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, tức bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho và ngươi đánh bại chúng, thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng và cũng đừng thương xót lấy. Ngươi chớ làm suy gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Nhưng đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm như vậy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần Asera và đốt những hình chạm của chúng nó. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Giê-hô-va chiếu mến và chọn lấy các ngươi chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật, số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy về Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi. Nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ai Cập. Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Và Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó. Vậy, khá cẩn thận làm theo những điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Nếu ngươi nghe các luật lệ này và gìn giữ làm theo, thì đối cùng ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước và sự thương xót mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi, cho lứa đẻ của bò cái, chiên cái ngươi sai đông trên đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Ngươi sẽ được phước hơn mọi dân. Nơi ngươi sẽ chẳng có ai son sẻ hoặc nam hay nữ, hoặc con đực hay con cái trong bầy súc vật của ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến các tật bệnh lìa xa ngươi, và những bệnh lây của xứ Ai Cập kia
mà ngươi đã biết thì Ngài sẽ chẳng giáng cho ngươi đâu, nhưng giáng cho những kẻ nào ghét ngươi. Vậy phải diệt các dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó cho ngươi. Mắt ngươi chớ đoái thương chúng nó và đừng hầu việc các thần họ, vì ấy sẽ là một cái bẫy cho ngươi. Nếu ngươi nói trong lòng rằng các dân tộc này đông hơn ta, làm sao đuổi chúng nó ra được, thì chớ sợ. Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho Pha-ra-ôn và cả xứ Ê-díp-tô, tức là những sự thử thách lớn lao mắt ngươi đã thấy, những dấu kỳ phép lạ, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cậy lấy, đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đãi như vậy các dân tộc mà ngươi sợ hãi đó. Vả lại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ sai những ông lỗ đến hại chúng nó, cho tới chừng nào những kẻ đã thoát khỏi và trốn núp bị diệt hết trước mặt các ngươi. Chớ vì cớ chúng nó mà sợ hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự tại giữa ngươi là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lần lần đuổi các dân tộc này khỏi trước mặt ngươi. Ngươi không thế diệt chúng nó mau, e những thú rừng thêm nhiều lên mà hại ngươi chăng? Song Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó chúng nó cho ngươi và khiến cho sa vào sự kinh hoàng dữ dội cho đến chừng nào chúng nó bị diệt mất. Ngài sẽ phó các vua chúng nó vào tay ngươi. Ngươi phải xóa danh các vua đó khỏi dưới trời. Chẳng còn một ai chống cự trước mặt ngươi cho đến chừng nào ngươi đã diệt chúng nó. Các ngươi phải thiêu đốt những tượng chạm về các thần chúng nó. Chớ tham lam, cũng chớ lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy. E ngươi phải mắc bẫy chăng, vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ đem vàng gớm ghiếc này vào nhà mình, e ngươi cũng đáng bị diệt như nó. Khá gớm ghê và hiềm nó đến điều, vì là một vật đáng diệt. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.